Quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thể thao tối trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý khán giả và các đồng chí, ở đợt tập trung cho dịp FIFA Day sắp tới, huấn luyện viên Philippe Chaugier trao cơ hội cho hai gương mặt mới ở vị trí thủ môn là Đình Triệu và Văn Phong. Trong khi đó, do chưa có quốc tịch Việt Nam nên Philippe Nguyễn không được triệu tập. Được biết, thủ thành của câu lạc bộ Công an Hà Nội đang nỗ lực để hoàn tất thủ tục xin nhập tịch trong năm nay, qua đó có thể cống hiến cho đội tuyển Việt Nam trong năm sau. Mới đây, thủ thành Philippe Nguyễn đã có những chia sẻ với truyền thông Cộng hòa Séc về cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam. Theo đó, thủ môn của Công an Hà Nội cho biết đang xúc tiến việc xin nhập quốc tịch Việt Nam. Philippe Nguyễn tin rằng mọi thủ tục sẽ được hoàn tất trong năm nay. Nếu kịp tiến độ này, thủ môn 31 tuổi có thể cùng đội tuyển Việt Nam dự các giải đấu trong năm 2024, trong đó có Asian Cup diễn ra ngay đầu năm. Ngoài ra, Philippe Nguyễn cũng tiết lộ đội tuyển đang quan tâm và muốn anh có thể góp mặt ngay trong tháng 10 sắp tới. Thời điểm chúng ta có 3 trận giao hữu quốc tế đáng chú ý, lần lượt gặp Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Tuy nhiên, Philippe Nguyễn chưa chắc chắn về điều này. Liên quan đến đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam lần này, Công Phượng và Văn Toàn hiện vẫn chưa thể trở về nước hội quân. Hai cầu thủ này nhiều khả năng chỉ có thể góp mặt trước trận gặp Palestine vài ngày. Trận giao hữu sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 9 tới.